Dạ. Chú bán gì chú? À. Đây. Cho luôn. Ồ. Nhờ. Ok. Chú thương. Con đừng có lên mạng nha, chú có vấn đề đừng có lên mạng nha. Vấn đề hả? Có vấn đề. Cái dịch này là khổ quá, chú nợ rồi trốn luôn. Đừng có lên mạng nha, chú đề cần. Rồi. Cái khúc đó nào nhậu nói chú làm đi. À, đồ nhậu. Ok. Hay quá tình ơi. Rồi. Hết tình. Sắc gái lắm. Chứ là cũng 10 gái. Không, 10 gái thì mấy gái, sắc gái thì không. Tức là có người yêu rồi, nhưng mà đang khi mà xét cái đường rồi ra hồi đó cũng quay á. Chứ nói cho người anh là các bạn yêu, chứ là có người yêu. Anh chưa có gì người yêu. Cho nó kia như con tê tê luôn. Rồi thái rất là ngọt. Rồi thái nó khác với rồi 16 nha người chú. Cắn không? Cắn chứ, cái nào cũng cắn. Ôi ôi đó, nó tắt tay rồi bị thái rồi đó. 310. Yên tâm đi, hôm qua mới bơm sữa mọi rồi nếu. Thôi, cuối sầu riêng. Cô chú nhìn thấy không? Thần dở cái tay ra không nổi mà. Em bỏ cái sầu riêng xuống đi em. Căng mới căng nó. Từ từ để sầu riêng xong đi ra, nó cơ chăng. Ê, cái này mỏng lét à. Như cứu heo con. Cái này của chị đi.
Quá trời luôn. Phở hồng, phở vải hồng. Bỏ lên đây. Một cái bẹt. Tầm vô cư nó có thăm ra ngoài bộ. Vậy mới được. Giá 80. 80. $180,000 thôi.
à, một đống vỏ một đống nè. Anh tịnh khui sầu riêng mà anh đẩy lên đẩy xuống còn sức khỏe quá trời, sức khỏe nó nhảy chứ anh, sức khỏe là... sức khỏe còn quá trời, nhảy lên nhảy xuống. Sức khỏe là sẽ khuất nghe. Rồi. Mấy giờ? 8 giờ rồi. 8 giờ luôn rồi. Rồi, đó có video nha mọi người. Đó, khung cảnh buôn bán sầu riêng nha mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu mà lại các bạn ở các video, mọi người nhớ đăng ký kênh, like, share, comment nha. Chỗ này là địa chỉ là 415 trên đường Cách Mạng 8. Cùng người quận 13 thành phố Hồ Chí Minh. Mưa rồi các
các bạn ơi. Ok, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình nha. Chiều nay trời mưa mưa các bạn. Quay sầu riêng, khui sầu riêng. Hôm nay bé Tình khui sầu riêng nha các bạn. Như anh chị ở nước ngoài nói là đề nghị giám đốc Thành tăng lương cho bé Tình. Có luôn hả? Có, nhiều người nói luôn một. Giờ anh chị không biết là bé Tình lãnh lương cao đến mức nào. Có bé Tình thấp lắm. Thấp lắm. Cái này bao nhiêu ạ? À? Ông khách nha các bạn. Qua ra ngoài đó đi, ra ngoài đó đi. Quá ngon. Này là Thái à? Này nhiều cái 275 cái công ra tiền rồi các bạn, cho nên là quá là ngon. Thử qua đây chị. Vừa sầu riêng thiếu nghĩa của anh Thanh. Vừa rất là nhiều bạn trẻ cho mọi người. Ngon chưa, ngon chưa? Đây, ngồi vị trí này quay có vẻ đẹp hơn hàng nào. Không phải. Ngồi vị trí này quay dễ hơn, đẹp hơn hàng nào cái Sài Gòn giáo yêu ngồi địa này. Cái này của chị nào? Cái nào là 275? 275 là của anh này. Cái này là 175. Sài Gòn giáo em lựa vị trí đẹp lắm. Hay lắm. 175. Thử không chị? Thử miếng đi. Không không, đổi lại cho. Nhìn là biết rồi. Dễ được rồi. Làm gì đâu mà. Dễ là được rồi. Được rồi hả? Dễ là được rồi. Được rồi hay được rồi. Hiểu rồi nha. Không. Đồng hương. Đây hả? Ở đây mà được rầu hả? Được rầu nào? Nhớ mà. Tướng ông Mỹ chứ. Không thể nha. Em cầm trước không? Cắt vô em cứ lựa từng một. Vui xong rồi quay lên. Long tầm lâm không biết ai đâu. Rồi anh lên cho lên ngồi gói nóng luôn hả? Em thử anh ra lời lên ngồi gói nóng một khui luôn. Rồi.
80 rồi vậy. Ừ. Ba con số 2. Đúng rồi. Để ba thử cho mấy dòng mà lấy ba số 2 được. Ba quấn ba chân nha. Gì? Mới mua giờ mua bữa nay mua nữa nè. Mê gì? Mê cái gì? Mê mà. Mê cái anh. Lê lê ha. Chú, dạ, thành quá nhiều thành phần mơ quá hèn. Tình. Tôi ngồi đây không có quay cái camera qua nha. Rau. Hay là qua đây đi. Ông ngồi đây tôi không có quay ông đồng mà nó. Ghê chưa yêu người yêu mình không có sống con biệt trên dưới không? Anh ấp hay là anh lên cái tượng chưa? Vô thôi. Ghê quá trời nội. Ghê quá. 224 ngàn chú ơi. Còn 220 chẳng hả? Đây còn 120. Anh đang đẩy tính tình lên. Cái xuống đây. Ui trời ơi. 224 nghìn chú ơi. Bữa nay em bán rẻ rồi, không bớt tiền mẹ được. Hả? Bữa nay em bán rẻ lắm mà không có bớt tiền mẹ được. Đâu hỏi ai xuống tiền. Tốt gì nhiều vậy? Hỏi ai xuống tiền. Chủ đang đứng phía anh á. Đó này là cái nhà mới đó. Tao lớn mười mấy năm. Đây ông Thành ông đi trồng tác rồi các bạn. Em bóng đây thôi. Hello em bóng. Đây có cái màn gọi là thảy. Dạ, ghi 6 nhưng mà thảy 1 ngàn 1 ký là chị ơi. 187 ngàn chị ơi. Đấy, trái nào ngon đó nha. Trái đó cơm mềm đó chị. À, trái đó là ăn liền á. Chị ăn có mềm không? Mềm nha. Dạ, chị thấy nha. Thử không chị? Chào, ăn quỷ solo man. Em muốn lấy sĩ về bán. Mềm
Khui sầu riêng mà nhà gì căng thẳng bậm màu dữ rồi. Mặt em nó vàng vàng. Dạ. Dạ. Hát bài khác kìa. Ở kêu hát bài khác kìa, hát bài kìa. Đó bữa nào trời nắng không hát bài khác à chị? Bữa nào trời nắng hả? Ngày thấy 90.000 các bạn. Cần là chỗ 80 luôn á. Chỉ một ngày hôm nay đó, chỉ một ngày, chỉ một ngày duy nhất. Cái vàng nó ngon hơn. Nói không quen mà vẫn quen ha. Quen có thuế 254 ngàn đúng không? Không ổn là không khui luôn không? Hay quá. Hay quá rồi này. Đi chú. Đó, đi đi. Đi. Đi lấy đảo đảo đi đi gáo rồi chú. Vào khu bóng nha, nãy em bóng giờ khu bóng. $330,000 chú ơi. 4 ký 1. Thử không chú? Không. Tía này nghe quen ta. Giật bánh người. Học sinh giật bánh. Nhìn đóng sầu riêng mà mờ lên dễ sợ. Bà Lo mở đâu bà Lo? Cái ly 6 là khui được tới 2 hộp. Mờ lên là cái gì Tần? Thêm hả? Mà lem là thêm à, nếu mà thêm thuồng á. Thêm thuồng á hả? Em có cấp độ luôn. Cô sẵn hả? Bên làm gì có sầu các bạn xem cái này hút chân không rồi mọi người. Cái này thái này các bạn. Không có rồi.
giảm giá các bạn. Chắc ăn không? Cua sẵn là chắc bắp rồi đó. 147 ngày thôi. Hai ký mốt rồi bạn. Đây sầu riêng phải nói là quá rẻ mà có vẻ như là vắng khách nha các bạn. Anh Tình nghĩ là tại sao hôm nay vắng khách, không biết lý do? Không biết nữa. hay là một người hôm nay trời đâu có mưa đâu ta, thường là mưa thì vắng mà hôm nay không có mưa nha các bạn. Giảm kịch sàn luôn à. Ở đây là xe bao ăn cho mọi người ngon thì mới vào đây các bạn. Hello mọi người cho anh sầu riêng đi. Cho anh sầu riêng đi. Sầu riêng giảm kịch sàn các bạn. 60 cái này là ngon này, mặc dù nào cái hộp nó hơi to nhưng mà rất là ngon nha các bạn. Cái này là thả miệng rồi này. 60 các bạn, sầu riêng ghé 415 cách mạng 28. Ở đây còn có thêm có cái loại chín hóa này, mùi để quay thả mỏ luôn hả chân chín rồi. Thở hớt tóc cho nên mặt không có mụn luôn các bạn. Nhìn kỹ rồi. Thở hớt tóc cho nên là trang điểm da mặt không có mụn luôn nè, thấy không? Mụn không hả? Không có mụn mà. Ê, nào Sài Gòn nhớ yêu soi mặt riết. Không có mụn má. Nay em có Thanh là em Tình là mấy Tình là tự khui tự lựa luôn các bạn, chuyên nghiệp không ạ. Qua có ai kêu là đếm được cái số gai luôn kìa. Cái nào rảnh ngồi đếm những cái sầu riêng nó được bao nhiêu cái gai. Qua ai kêu là 400 mấy chục gai á. Rồi cái to cái nhỏ đó chứ anh. Nghe hả? Đó. Phải đâu. Cái to thì gai nó to. Chảo hả?
Ok, chị gần gần tao rồi. Vui liền liền nhau á, sướng rồi, lâu lâu vui cái. Cho nên ý là chị mua nhiều nhiều á, khua cho đã. Thôi vậy hả? Thôi vậy. Mỗi hôm thì anh Tình nó khui mấy đổi một hồi hộp này than vãn vì không được khui. Các bạn ai ai sầu riêng ghé gấp rồi. 230 cũng được. Lên cũng được. Được. Cũng hồi số kìa, bây giờ quá trời. Bây giờ số vô nha, kìa ăn riêng. Chú bán gì chú? À gói bò hả? Chú người miền nào? Ở quê ở đâu? Chú ở đây mà. Ở đây hả? À. Đây. Ở dưới bè cho luôn. Đã chưa? Ok. Con đừng có lên mạng nha, chú có vấn đề đừng có lên mạng nha. Vấn đề hả? Có vấn đề. Cái dịch này là khổ quá, chú sợ rồi trốn luôn. Đừng có lên mạng nha, chú đi tìm. Rồi. Ừ, cái khúc đó, cái khúc đó. À, đồ nhậu. Ok. Hay quá Tình ơi. Rồi. Hết Tình. Ghê không? Hơi vắng nha bạn. Giá sầu riêng hôm nay là đào xuống sắp sang luôn. 60.000, 80.000. Mà hơi vắng không mọi người. Hôm nay bé Tình khui sầu riêng chưa đã thèm mà. Mình quay hơi cái shot này nữa thì mình sẽ kết thúc video các bạn. Rồi. Thử không anh?
đây là sầu riêng bao nhiêu mà ngon thì mấy đêm mới bán nha các bạn. Ví dụ hư muối nào đó thì thay đổi khác liền không các bạn. Nói chung là vườn sầu riêng này rất là nhiều anh em YouTuber chia sẻ với mọi người, rồi các bạn ở Sài Gòn hay ở gần lân cận có thể đến mua cho bạn. Có ship luôn á mọi người, có nhiều chi nhánh như các bạn ở khu vực Tân Bình hay này gần quận 10, quận 3 này thì đến cái địa điểm chỗ này là 410 các bạn, 415 Cách Mạng tháng 8 nha các bạn. Còn nói về số 3 ở Quỳnh Thiện Lộc nữa, bạn mới ghé. Sầu riêng ở đây thì anh em bao ăn từng múi luôn. Lỗi cái nào thì đổi cái đấy. Cái là phải hai hộp luôn. Thôi mình sẽ kết thúc video ở đây các bạn. Thôi chúc anh Tình tối nay về ngủ ngon nha. Ok anh, tối ngủ ngon á. Tây tối nay không có bị đó đâu. Rồi bên 10 thì nó chín hơn các bạn.